Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái chu trình làm việc của mình trong cái vấn đề mà khắc phục cái sự cố mà khi mà hình xăm hỏng hoặc là cái chân tóc, xăm chân tóc như thế nào. Đây là cái chân tóc mà do người thợ làm trước nó bị loang mực và nó không có giống chân tóc một tí gì cả. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ phải là xóa tất cả nó đi bằng công nghệ Pico. Sau đó là sẽ tiến hành xăm chân tóc vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành xóa xăm cho anh này ở vị trí trên đầu. Rất là nhiều các cái vùng mà xăm nó bị loang mực hết rồi. Chính vì thế cho nên là khi mà muốn làm mới thì bắt buộc là mình phải xóa đi đã. Vì các bạn, như các bạn biết ấy, thì nó các cái kinh xăm cũ mà hay là cái vết cũ mà nó đã đen như này rồi ấy, thì để mà làm nó đẹp được ấy, thì bắt buộc phải xóa. Thì ví dụ như là như trẻ em vẽ nhăm nhở trên giấy mà mình không tẩy, mà tẩy đi thì chắc chắn là nó không thể làm đẹp được. Thì xóa bên mình thì là xóa công nghệ Pico, xóa từ xưa đến nay thì cam kết là không có sẹo. Tất cả những cái vùng mà đã xăm là bị loang thì mình phải tiến hành xóa sạch đi. Website là xăm đẹp nhất.com và thẩm mỹ video.com. Xin chào các bạn.